Anh sẽ chấp nhận hết tất cả những điều vì anh quá yêu, anh quá nuông chiều. Để em lừa dối, em đã phản bội rồi đổi thay. Anh sẽ tiếp tục sống những ngày vắng em và sẽ tập cho mình một thói quen để em sẽ hối tiếc về tất cả những gì em đã gây ra. Giờ đây em mãi bước xa khỏi cuộc đời.